Mã Croco cho Fortune Seed. Thao tác trên điều khiển chìa khóa. Test chống kẹt nha. Khi gặp vật cản thì cửa sẽ tự động đẩy ngược chiều. Rất là nhẹ nhàng. Quay sát xem có vào khít không. Đóng rất là nhẹ này. Cửa này thì không tháo màng khóa cửa zin. Rất là êm. Bản lề rất là chắc chắn ạ. Có một cái đèn chiếu sáng ở khoang cabin như thế này, lên xuống rất là an toàn. Cái cửa đóng vào hết đèn rất tắt đi. Trên tắp lô có một nút ấn. Tuổi thọ của Croco thì lên tới 1 triệu chu kỳ đóng mở, nên là rất là bền, phù hợp với các xe chạy liên tuyến. Bộ này nhập khẩu chính hãng Ador Liên bang Nga, lắp đặt bởi Rambo Việt Nam. Các bác có nhu cầu thì alo em số này nha. Cốp điện tự động cho VinFast VF8. Đá chân. Cảm biến đá chân đa điểm. Cốp đóng sẽ vào rất là khít, êm nhẹ luôn. Sử dụng tay mở cốp bên ngoài. Nút ấn phía sau cốp. Tích hợp vào chìa khóa zin nguyên bản. Đóng cốp. Nút ấn đóng mở trực tiếp trên màn hình. Ok, thử giọng nói đi em ơi. Hey VinFast, mở cốp. Ok. Rất là thông minh. Bộ này lắp đặt là hoàn thiện trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Các bác cần có nhu cầu lắp đặt thì alo em nha.